nhà tháng là 97. Cả nhà ơi, Phương mới vừa tiêm vaccine về nha. Và khi mà tiêm vaccine xong á thì bác sĩ có hướng dẫn cho Phương rằng á là thứ nhất là Phương phải ăn uống nhiều vô, thứ hai nữa là phải uống thuốc giảm đau, thứ ba nữa là phải uống vitamin C về nhiều vô để mà không sốt nha. Và cái đặc biệt là cái thứ tư là cái mà rất là hay, đó là bác sĩ dặn Phương á là ở nhà nếu như mà có thì nên mua một cái máy. Đây, cái máy này là cái máy đo nồng độ oxy trong máu. Máy này rất là quan trọng luôn á cả nhà. Và thực tế là nhờ cái mùa dịch này Phương mới biết được rằng á là cái máy này nó rất là quan trọng đối với tất cả mọi nhà luôn nha. Tôi nghĩ là nhà nào cũng nên có một cái. Thứ nhất là không phải là chúng ta tiêm phòng về là chúng ta phải mua đó, nhưng mà có thể là chúng ta vừa tiêm phòng về, hoặc là có thể là chúng ta lỡ mà vô tình tiếp xúc phải F0 hoặc là F1 hoặc là F2 thì chúng ta cũng phải nên có một cái ở trong nhà nha. Cái này là cái máy đo nồng độ oxy nha cả nhà. Tan. Cái này là sản phẩm riêng của Phương, rất là hay luôn và là bảo bối của tất cả mọi nhà. Ngoài cái việc mà khi mà chúng ta lỡ tiếp xúc đó, hoặc là nếu như mà nhà chúng ta có những cái người lớn tuổi, hoặc là những người chúng ta hay chơi những cái môn thể thao mà ở trên thể thao mà cần cái cảm giác mạnh á, hoặc là cái hay là leo núi, hoặc là mình có thể là chơi những cái trò chơi ở trên không á, thì chúng ta cũng nên đo những cái nồng độ oxy trong máu của mình. Hoặc là nhà chúng ta có những cái người mà ví dụ như là bị bệnh tim nè, hoặc là những cái người huyết áp nè, hoặc là những cái người béo phì, hoặc là những cái người mà chúng ta có bệnh nền, thì một cái bảo bối như thế này là một cái sản phẩm nào không thể thiếu trong cái nhà của mình nha. Tan. Cái mã này rất là ok luôn và đo rất là dễ dàng. Ngày hôm nay Phương sẽ hướng dẫn cho cả nhà nha. Đây là cái bao bì, cái hộp của nó như thế này, cả nhà thấy không ạ? Ở bên trong của nó thì nó sẽ có mình cho mình một cái dây đeo này thì để mà mình chống mất mát nha, rất là ok luôn. Ở bên trong này nó sẽ có hướng dẫn sử dụng cho mình luôn, một lát nữa Phương sẽ hướng dẫn cho mọi người để sử dụng, rất là đơn giản, chỉ cần trong vòng hai phút thôi. Rồi tiếp tục thì khi mà cái máy như thế này thì nó sẽ có cái nút này là nút mở nha cả nhà. Khi mà mở lên thì ở đây nó sẽ là nồng độ oxy của mình. Ở đây ở dưới này nó có thể là đo được nhịp tim cho mình luôn. Và cái cách thức sử dụng thì vô cùng đơn giản luôn nha cả nhà. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở lên nè cả nhà, mở cái mỏ nó lên. Và tiếp theo là chúng ta sẽ để cái tay vô bên trong để ổn định nha cả nhà ơi. Nhớ rằng cái tay của chúng ta đừng có sơn móng tay nha. Sơn móng tay thì nó cũng cái độ đo của nó không có chuẩn lắm. Và khi mà chúng ta như thế này thì chúng ta sẽ bật cái nút này lên. Nút này là nút khởi động nha. Đó, và chúng ta sẽ chờ 30 giây ổn định, đừng có rung nha cả nhà. 30 giây nha. Và nếu như mà nó hiện lên mà nếu mà nồng độ oxy chuẩn của mình là sẽ trên 95 là ok cả nhà ơi. Này nó đang đo cả nhà. Cả nhà thấy không ạ? 97 nha. Ở dưới cái này á, đây là 97, đây là ở dưới này là nhịp tim của Phương nè, rất là ổn định luôn cả nhà thấy không ạ? Rất là tuyệt vời ha. Còn nếu như mà cái nồng độ oxy của mình á là nó trên 95 trở lên nó là ok. Còn nếu như mà nó khoảng từ 90 đến 93 thì chúng ta phải tham vấn bác sĩ nha, tham vấn bác sĩ. Còn nếu như mà nó dưới 90 là chúng ta phải đi bệnh viện gấp nha cả nhà, để mà chúng ta càng can thiệp của y tế nữa. Nên á, nếu như mà trong những cái mùa dịch như thế này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như thế này để mà mình tự mình phòng. Đôi lúc mà mình lỡ mà mình nhiễm phải Covid này nọ đó, thì đối với những người bệnh nền hoặc là đối với những cái người béo phì này nọ thì chúng ta tốt nhất là nên đi cách ly để cho bác sĩ theo dõi. Nhưng mà đối với những cái người mà chúng ta có thể là khỏe mạnh hoặc là chúng ta tiêm vaccine rồi thì chúng ta có thể là tự điều trị ở nhà, tự theo dõi ở nhà. Nhưng mà khi mà ở nhà thì chắc chắn là chúng ta phải có một cái máy đo như thế này để mà chúng ta theo dõi sức khỏe của mình. Nếu như mà nó mà cái nồng độ oxy của nó mà dưới 95 thì chúng ta nên alo cho bác sĩ, hoặc là nếu như mà nó dưới 90 thì chúng ta phải lo đi bệnh viện liền nha, để mà kịp thời cứu cái mạng của mình nha cả nhà. Rất là ok nha. Ngoài ra là mọi người nhớ rằng á, nếu như mà chúng ta chơi những cái môn chơi mà thể thao mà cần cảm giác mạnh, hoặc là leo núi, hoặc là nói chung là độ trên không á, thì chúng ta cũng nên có. Hoặc là nhà chúng ta có người lớn tuổi, hoặc là có người bị bệnh nền, bệnh tim, hoặc là hen suyễn vân vân, chúng ta cũng nên có nha. Hoặc là khi mà đi tiêm vaccine về, hoặc là lỡ tiếp xúc phải F0, F1, F2 gì đó thì nên có một cái chiếc máy như thế này để mà theo dõi nha cả nhà. Rất là ok nha. Cả nhà nhớ là trong nhà mình phải có nha cả nhà, ít nhất là cũng 5 cái nha, cho mẹ, cho ba, hoặc là cho anh, cho chị, cho tất cả mọi người.